Hiện tại thì tôi Quy Tự Lộc, tôi đang có mặt tại nơi phun nhìn chết trôi biển. Và ngày hôm nay quá trời đó, quá là kinh khủng. Thì là quá trời. Thì đã cho tiên tai, quá là khủng khiếp đã hiển linh. Và đã hiển linh rực rỡ đó. Thì tôi đang đứng trời mưa gió thì để vượt hàng trăm cây số đến đây và để tiếp tục tại lại đấy. Qua trời mưa gió thì tôi đang hò này rồi, thì đã cho về tiền tài quá lớn lao, nó quá là vui mừng. Thì đã cho về tiền tài miền Nam miền Bắc quá là khủng khiếp. Ở nơi vùng linh chất trội dưới biển này thì ngày nào cũng đem đến tiền tài rực rỡ đấy, quá linh thiêng ở nơi dưới biển cả này. Thì đã cho về thiên tài 0330 miền Nam, 0330 miền Bắc đó, qua trời mây lộ 30 30 03. Thì ở nơi miền Bắc đã hiển linh và miền Nam thì ai có tiền tài đếm tận là các chị nơi này đó, quá linh thiêng. Thì tâm linh rất là nổi dậy gà, thì nghe nào nơi này cũng đã đem đến tiền tài cho tất cả mọi người ở đây đó. Thì ai có tiền tài để mà ủng hộ tại lễ nhân đẹp thì trên màn hình ở đây đó, ở dưới nhân tin ủng hộ tại lễ thì tôi đang chỉ này đây. Và để tiếp tục một ngày mới rực rỡ tiền tài, và trời hôm nay mưa này rất là mưa gió, và đi đến đây đem xuống dưới tại lễ. Qua trời thì đã cho vào tiền tài quá trời mà cũng không biết nói gì nữa này. Thì ở xuống dưới biển này nghe tiếng chống bộ ở dưới đây đó. Trời tháng này thì đồng gió bão, và để vượt hàng trăm cây số cũng như để xuống đây tiếp tục một ngày mới tại là các chị này đó. Thì ai có tiền tài ở nơi vô bình chết trôi dưới biển, và các chị nơi này dưới biển cả rất linh thiêng cũng đã biết rồi. Từ trước đến nay sự linh thiêng ở đây thì lúc nào tôi cũng đi xuống đây đó, để mà đem đến tiền tài cũng như cho tất cả mọi người, cũng như mỗi ngày. Và mỗi ngày cho dù bờ trời mưa gió như thế này đấy, qua là khủng khiếp đó. Cái này là bảo bối nè, bảo bối của tôi thì cầm theo cái dù như thế này. Rồi thì tôi sẽ xuống đi phía dưới đây đó, sóng gió mới tới đây mà sóng gió đã tới nơi rồi, càng sóng càng gió, càng bão càng mưa thì tiền tài càng đem đến nó. Sư khổ cực ở đây đã hiển linh. Thì ai có tiền tài để ủng hộ tại lễ thì trên màn hình hoặc dưới nhắn tin đều có mà của tờ Quy Tự Lộc ạ. Rồi cảm rồi đó, trời mưa gió như thế này thì nhiễm nước cảm rồi. Đây ngày hôm nay tiền đến thì rất nhiều lắm đấy, có lẽ là vào bao đấy, vào bao tiền đấy, khủng khiếp. Nghe tiếng sóng hơn ốc rồi đó. Ghê chưa? Nãy giờ ho 3 lần rồi. Rồi thì để tiếp tục một ngày mới thì tôi sẽ đi xuống đây. Đó.
thì sự linh thiêng ở đây cũng đã biết rồi, quá linh thiêng, quá rực rỡ hiện tại. Đã đem về Nam Bắc khủng khiếp. Đấy thì tôi mới đi tới đây thôi, thì sóng gió rất sóng gió. Đấy. Thì ở phía trước thì những ít có ánh đèn của thiền lang ngồi nước. Rồi sóng gió như thế này thì người ta không có đi biển. Rồi thì ai đang xem thì chia sẻ và Facebook hoặc lộ để cho bạn bè được xem cũng như ở đây sự linh thiêng và tiếp tục một ngày mới khám phá dưới đây cũng như tiền tài được cỡ sự tâm linh. Đây là sự tâm linh đó, thì tâm linh đã hiển linh cũng đã biết thôi. Rồi ngày nào thì tôi cũng đi ngang qua chỗ này đó, chỗ này thì cũng rất linh thiêng đấy. Chỗ đây đây là một hòn đá, chỗ này thì ở phía trước đây là một cái vua, ở đây một ghế tự nhiên và kêu là ghế vua. Đấy, cái ghế nằm ngay đây đấy, phía trước đây. Vậy tôi đang đi phía sau đây. Quá là khổ cực luôn, quá là khổ cực đấy. Thì tôi sẽ đi dạo vào phía biển cả này một tí và sự ở đây cũng như sóng gió ra sao đó, biển mà sóng gió như thế nào thì mỗi ngày đều cập nhật cho cả ai xem ở đây cũng như biết biển cả và sóng gió của mỗi ngày mỗi đêm tại nơi này. Đây thì tôi đi như thế này chả biết đâu là đường cái hỏi trong chân và trong chân chỉ là thấy là đá thôi. Ơn ngọc đó, khủng khiếp ở đây và sự khủng khiếp ở đây thì mang đến tiền tài rất lớn đó, đã cho về tiền tài 0330 miền Nam, 0330 miền Bắc. Sự sóng gió ở đây cũng là sự linh thiêng. Nơi này thì đây là một nơi của biển sóng đó, nơi này thì rất sóng và sóng tập trung chỗ đây này, đấy là một cái miệng sóng đấy, cho nên nơi này thì rất linh thiêng đó. Rồi nước rất lớn và sóng gió rất là mạnh. Quá trời đấy, trước đây thì tôi đứng ngay dưới đây
Nếu hôm trước thì tôi đứng ngay chỗ đây đó, thì ngày hôm nay sóng gió đang ập đến. Quay trời nổi dây ghè rồi. Thôi, sự khổ cực như thế này đó. Đây, khủng khiếp. Thì tôi sẽ đi vô ấy, mày sóng ập một cái phát thì nước có lẽ đi về luôn, khỏi tà lễ luôn đấy. Nổi dây ghê thì nghe tiếng sóng là nổi dây ghê rồi, để ập một phát là cái nước mấy móc thì chắc là ướt hết luôn, về luôn, khỏi tại lễ luôn. Thì thôi sẽ tiến về phía bên trong. Rồi, quá trời, đấy. Thì sự thật linh thiêng ở đây thì ai tiền tài để mà tài lễ ủng hộ chung thì nè, thì cố ít làm nhiều để mà tài lễ trước chị này. Thì sự linh thiêng ở đây cũng đã biết rồi. Thì tôi đang vượt hàng trăm cây số cũng như tại nơi dưới biển cả này. Đấy, sự sóng gió ở đây khủng khiếp. Tôi đang bước vào bên trong. Và điều gì sẽ ngày hôm nay sẽ hiển linh ở trong đây. Thì có một cái bụi đấy, đại bụi này. Đây là nước, ngay chỗ nước này là từ bên suối từ kia thì đổ vào phía dưới này. Chỗ này cũng có một con suối đấy, chảy ra từ ra biển đó, ra biển bên ngoài kia nó cũng có một con suối này. Thì tôi sẽ tiến hành qua phía bên kia. Rồi thì ai chưa đăng ký kênh nhớ nhấp vào chữ đăng ký màu đỏ phía ngoài. Còn ai đã đăng ký rồi thì thôi, và tiếp tục một ngày mới rực rỡ tiền tài. Đó, quá trời. Nhưng ít thấy ai trả lời các chị nữa này. Thì ở dưới đây ngày nào cũng tìm đến tiền tài. Có lẽ đang gió lên mưa hay sao. Ngay hòn đá này giống như đang mưa vậy. Rồi thì ở dưới này ấy, nước chỗ đây ướt hết đấy, ướt hết thì mưa suốt thôi. Thì nơi này đã cho vị tiền tài lúc nào cũng như thế đó. Sự linh thiêng ở đây cũng đã biết rồi, ngày nào cũng có tiền tài dưới biển cả này. Đấy, phía sau tôi là biển, phía trước phía sau đấy. Thì ngày hôm qua cho nổ tiếng gà này, ngay hòn đá nhọn này nó nổ cái bùm, thì nằm bắt nổ hết
thì đã hiển linh ở đây. Thì quá đơn thiện, nơi này thì đã cho về tiền tài, đèn này hết sạp rồi. Đấy, đến nỗi mà hết sạp rồi đấy. Hết sạp hết tiền rồi. Thì đã cho về tiền tài, nằm bắt quá trời rực rỡ tiền tài, 0330 miền Nam, miền Bắc. Và tôi sẽ đặt đồ lên hương tiếp theo. Thì ai có tiền tài ủng hộ tài lệ trên màn hình, ủng hộ tài lệ trên màn hình đây đấy, hoặc dưới những tin đều có ghi để tài lệ các chị này thì cuối lập nhiều để mà hiển linh một ngày mới rực rỡ. Ngày mai thì ngày 6 tháng 10 đấy, và tiếp tục một ngày mới. Thì nơi biên cảng này tôi cũng đang vượt hàng trăm cái số đơn này, tiếp tục lên hương tài lệ. Ở phía trước kia nhiều bập chút thôi. Cái gì mình nghe cái bập chút thôi. Phía trước đây. Thì hiện tại trời cũng đang sắp sửa mưa, có lẽ sắp sửa mưa. Thì tôi sẽ đặt đồ lên đường đó. Quá trời. Quá trời mà ít tài lỡ quá. Thì đã hiển linh trực rỡ may mắn tiền tài đó. Thì tôi đang đặt đồ lên hương để mà tài lại. Và thì ai chưa đăng ký kênh thì nhấp vào chữ đăng ký màu đỏ phía mình để em theo dõi. Thì ở đây, nơi này sự linh thiêng ở đây, hai cái tiền tài để một tờ lệ đó, để rồi mắc nợ các chị này đó, đã hiển linh rực rỡ ngày hôm qua đây, hồi chiều đây, 0330. Thì điều đó tôi không biết được điều đó. Và ai có tờ lệ thì cảm ơn đó, ai có tờ lệ ở đây thì cảm ơn. Thì để em hiển linh thì sự linh thiêng ở đây, cốc cọc đang kêu héo sầm ở phía chỗ kia. Rồi thì nếu ai có ủng hộ tài lệ trên màn hình thì cảm ơn đấy. Nếu mà ai có tài lệ thì để tiếp tục. Thì tôi đang thắp ngọn đèn này. Thì ngày qua đó cho nổ trứng gà đấy, quá trời rực rỡ. Thì hiển linh 0330 Nam Bắc đấy, Nam Bắc nổi ốc cục luôn. 30 hai nháy đấy, 03 một nháy đấy. Thì sự linh thiêng ở đây cũng đã biết rồi, nơi biển cả này. Dưới này tháng này thì sóng gió rất là mạnh và nước hư lớn biết thôi. Thì tiền tài càng đêm đến rực rỡ. Rồi,
thì ở đây chỉ cũng bánh trái sữa đó, hoặc là trái cây rồi. Thì một ngày mới, tiếp tục một ngày mai, ngày 6 tháng 10 rồi. Thì để tiếp tục thì tôi đang đặt đồ lên đường để mình tệ lệ. Thì ai tiêm tại ủng hộ chút nhiên đèn thì trên màn hình đó, trên màn hình hoặc nhắn tin đều có để mình tệ lệ các chuyện này. Thì để sự linh thiêng, tôi đang lên đường đây. Và một ngày hôm nay tiếp tục một ngày khám phá. Gió đang lên này. Gió đang lên. Thì tôi đang thắp đèn thì gió lên. Rồi thì tôi đã đặt đồ đã xong. Thì tôi sẽ không phải trả lời cái chuyện này. Và tiếp tục một ngày mới. Đã hiện lên ở đây. Đó. Ngồi tại nơi giữa trời giữa đất. Giữa biển này. Thì Nam Mô Phật, thì ngày hôm nay tôi đạt vượt hàng trăm cây số đến đây để em trả lời các chị này. Thì ở dưới biển là thủy sông Hà Lai đầm điện, Ấn Lai thủy mộc, Hà Bái đại dương, Vua thủy đại dương, Mộc triều đại dương, Hà Sa thủy phủ và các điện thủy cùng trên gần dưới biển chính cùng Hà Bái dưới nước. Thì ngày hôm nay để tiếp tục trả lời chút bánh trái sữa tiền vàng bạc này. Thì ở đây là đất đai Dương Trạch, thành vàng bổn sứ Bạch Mã Thái Giám, Hoàng Trầm Quốc Lý thượng trước đất đai, viên trứng đạo lộ, chết trôi, chết nội, chết bơm, chết đạn, chết đường, chết xé, con dòng, tứ mạng, thật khổ, thật dòng, quan hành, nông nghiệp. Thì ở dưới nơi chết trôi, hiển linh vào một ngày mới. Thì để mà tà lệ, thì các chị này, đó, ai tiền tài đây ủng hộ tà lệ trên màn hình đây. Sự thông tin ở đây rất lượng ơn ngọc, đó, đã hiển linh quá trời. Đó, những ý tài tà lệ. Và các chị này hiển linh thì trứng này sẽ đứng lên, và đứng lên ngay mai. Thì cho tôi biết để em hiểu linh trứng này đứng lên lúc nào. Và thì tôi sẽ thực hiện tiếp tục một ngày mới. Đó, sự linh thiêng ở đây quá là lớn lao, quá là rực rỡ tiền tài. Thì tôi sẽ trứng này là trứng mới này, đây trứng kẻ sò này. Thì bắt đầu không không đấy, phía sau tôi thì tiếng sóng rất là mạnh khủng khiếp và ấn áp luôn. Không một trời, có lẽ chắc để sắp sửa mưa. Thì hiện tại không một rồi, thì vẫn chưa đứng ở đây. Đấy, không hai, thì trong xem ai chưa đăng ký kênh thì nhấp vào chưa đăng ký ở phía dưới màn hình bên góc để mà theo dõi. Thì sự lên tiếng ở đây rất lớn lao. Không ba, đang mưa và lập bập. Thì ở chỗ kia nghe tiếng bập 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 gì phía trước kìa. Đó. Thì không ba rồi. Không bốn. Không bốn thì vẫn chưa đứng. Không năm. Bên góc đây còn gì ở thằng nhái không biết, còn biết này. Không năm rồi. Không sáu. Ý
hiện tại trời cũng đang mưa lấp bấp đấy, quá là khổ cực luôn. 07 thì 07 vẫn chỉ đứng. 08 thì 08 vẫn chỉ đứng ở đây đó. 09 nhang cổ đang lung lay lung lắc, lung lay lúc lắc đấy. 09 rồi. Số 10 vẫn chưa đứng ở đây. Thì hiện tại số 10 rồi. 11 Trời ơi, con gì mà cắn ở sau trời. 11 rồi. 12 Ừ, trời. Ngoài trời, con gì mà cắn ở sau mọi người. 12 rồi, đấy. 12 là ở phía sau. Hiện tại 12 rồi thì vẫn chưa đứng đây. Gương mực thì đen, gương đen thì sổ sáng hỷ định, thì sổ sáng ngày mai. Thì có các chị đang hiểu, hãy liên hỷ định tiếp tục. 13 Đấy, 13 rồi. 14 Gió đang lên. Đó, đang ùa lên đấy. Gió đang ùa lúc lắc này. Không khiếp chưa? Thì hiện tại 14 rồi. 15 thì 15 vẫn chỉ đứng. Ghe gáy một hồ, mai nhà mồ, ghe gáy hai hồ, hổ nhập hàng. Thì sự linh thiêng ở đây có các chị đang hữu, thì trứng này sẽ đứng lên. 16 10 thẻ ra là đã ngã rồi. Quay là ẩn ốc luôn. 17 thì hiện tại vẫn chỉ đứng. 18 thì 18 rồi. Rồi thì ai hiện tại để trả lời ủng hộ tại trên, nhưng mà màn này đó có ở phía trên góc này ủng hộ trả lời hoặc nhắn tin đều có. 19 Rồi hiện tại thì 19, 19, 91 thì nơi này đã hiển định có các chị đang ngủ, thì cho trứng này để đứng lên đó. Đã đứng sừng sững tại nơi này, 19 và 91 thì nơi này lọc mùi sống miền Nam, miền Trung, miền Bắc. 19 và 91 ngày mai thì hiển định tại nơi này đó. Và tiếp tục một ngày mới rực rỡ tiền tài, thì ai tiền tài để em trả lời các chị này đó. Với sự tâm linh rất ngốc, không thể biết được điều gì sẽ xảy ra, cũng như hiển linh như thế này, thì ai có tiền tài để ủng hộ trả lời các chị này đó. Và một ngày mới rực rỡ 19 91 đó. Ơn ốc, tôi thấy ơn ốc luôn. Rồi thì tôi sẽ đốt tiền dòng bạc này.
mưa ướt hết này, đất cát thứ đều ướt hết. Thì sự linh thiêng đây ngày nào cũng như vậy, tiền tài rực rỡ may mắn. Rồi đó, thì hiển linh các gì này đã hiển linh và cho đứng sừng sững rực rỡ tiền tài quay là lớn lao ở đây. Thì tôi đang đốt tiền vàng bạc này, rồi cháy quá trời, đỏ như lửa. Và ngày hôm nay trưng này đứng nghiêng hình nghiêng bóng, thì ngày mai đỏ rực rỡ tiền tài các chị này đã hiện định ở đây đấy, 1991 khủng khiếp. Chỗ kia cứ bập suốt thôi, ở phía trước kia cứ bập bốn cái cứ như thế suốt thôi. Trời cái gì kia điện thu từ lùi kìa. Đó, nổi ốc cục luôn.